Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đã trôi qua được 26 vòng đấu. Bên cạnh cuộc đua vô địch đang nóng lên từng ngày thì tất cả đều chờ đợi liệu Arsenal có thể lên ngôi sau 19 năm chờ đợi hay không. Thì ở nửa dưới, cuộc chiến trụ hạng cũng đang hấp dẫn không kém. Khoảng cách từ đội bét bảng cho tới vị trí thứ 15 chỉ có vỏn vẹn 3 điểm mà thôi. Và ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng K+ Sport điểm qua những đội bóng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng và dự đoán rằng cái tên nào không thể ở lại với ngoại hạng Anh sau khi mùa giải năm nay khép lại. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Bournemouth đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Ngay từ đầu mùa giải, đội bóng này đã là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng. Tân binh ngoại hạng Anh không được đầu tư nhiều, đã khởi đầu rất khó khăn và họ thậm chí còn tự đánh mất đi những lợi thế của mình trong các trận đấu. Điển hình là ở vòng đấu gần nhất, Bournemouth đã phải trắng tay rời sân theo một cách đầy đáng tiếc trước đội đầu bảng Arsenal. Họ đã dẫn trước đến 2 bàn nhưng lại để pháo thủ đánh bại ở những giây bù giờ cuối cùng. Tính rộng hơn, 10 vòng đấu đã qua tại giải đấu số 1 nước Anh, The Cherries chỉ thắng được đúng một trận trước Wolves, còn lại là 2 trận hòa và 7 trận thua. Chuỗi trận tệ hại này có lẽ vẫn còn kéo dài bởi đối thủ sắp tới mà Bournemouth phải đối đầu là Liverpool đang hưng hực khí thế sau thắng lợi ấn tượng trước Manchester United. Thất bại trên sân Emirates đã đẩy The Cherries xuống vị trí cuối cùng trên bảng tổng sắp với chỉ 21 điểm. Lần cuối cùng mà Bournemouth phải xuống hạng là vào mùa giải 2019-2020, nhưng cũng đã trải qua 26 vòng, ít nhất họ cũng đã kiếm được nhiều hơn 5 điểm so với hiện giờ. Hàng phòng ngự là điểm yếu cố hữu đối với Bournemouth khi họ là đội để thủng lưới nhiều nhất giải với 51 bàn thua. Dù đã chi ra hơn 40 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, nhưng những cái tên mà Bournemouth đưa về chỉ ở mức tầm trung bình. Và thật khó để kỳ vọng những cái tên này có thể bùng nổ để kéo đội bóng về phía trước. Khả năng cao một trong ba suất xuống hạng sẽ có tên của Bournemouth. Chiến thắng quả cảm trước Leicester tại vòng vừa qua đã giúp Southampton thoát khỏi vị trí bét bảng, đồng thời thắp sáng lại niềm tin trụ hạng với chỉ 2 điểm ít hơn nơi an toàn. Dù vậy, nếu nhìn vào thực tế, Jurgen đang trải qua mùa bóng hết sức tồi tệ. Đội chủ sân St. Mary chính là đội bóng đang để thua nhiều nhất ở ngoại hạng Anh mùa này. Sau 26 vòng đấu, Southampton nhận về đến 41 bàn thua. Ngược lại, chỉ có 20 lần tìm được đường vào khung thành đối phương. Cả công và thủ đều kém, thế nên hoàn toàn dễ hiểu khi Southampton rơi vào tình cảnh bi đát hiện tại. Để cải thiện tình hình, đội chủ sân St. Mary đã chi khá mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Họ đã đưa về một loạt cầu thủ mới như là Sulemana, Onuchu, Carlos Alcaraz và Mislav Osic nhằm nâng cấp đội hình, đặc biệt là để tăng hỏa lực cho mặt trận tấn công. Thế nhưng, ngoài Carlos Alcaraz để lại dấu ấn với 2 bàn thắng, thì những tân binh mới đến chưa đóng góp được gì nhiều cho Southampton. Thứ vũ khí đáng gờm nhất mà Southampton đang sở hữu trong tay đó là khả năng sút phạt thân sâu đến từ đội trưởng James Ward-Prowse. Rõ ràng thì tài năng của tiền vệ người Anh là không đủ để mang về tấm vé trụ hạng dành cho các vị thánh nếu như họ không có sự bứt phá ngoạn mục. Chẳng ai nghĩ một đội bóng giàu truyền thống có nhiều cầu thủ chất lượng như Everton lại đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ cả. Dù đá nhiều hơn một trận so với Southampton và Bournemouth, nửa xanh vùng Merseyside lại chỉ đang hơn hai đội xếp sau vỏn vẹn có một điểm. Việc để mất đi ngôi sao số 1 trên hàng công Anthony Gordon với chiến lược xây dựng đội bóng không rõ ràng đã làm nên làn sóng phản đối dữ dội từ các cổ động viên với thượng tầng của The Toffees. Thậm chí những vị quan chức của Everton đã được cảnh báo không nên đến sân Goodison Park nhằm tránh những hậu quả không đáng có vì những cổ động viên quá khích. Ngay cả khi bổ nhiệm huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm như Sindai, Everton vẫn không có sự tiến bộ vượt bậc đáng kể nào. Ngoài việc tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Arsenal 1-0, Everton hiện nguyên hình khi thua 2 và hòa 1 ở 3 vòng đấu tiếp theo. Trận hòa 2 đều trong chuyến làm khách đến sân vận động City Ground của Nottingham là kết quả khiến Everton cực kỳ tiếc nuối. Nửa xanh thành phố cảng vươn lên dẫn trước đến 2 lần nhưng lại để cho đội chủ nhà gỡ lại cả 2. Không chỉ cho thấy sự kém cỏi về điểm số, Everton đang là đội có hàng công khiêm tốn nhất giải đấu với 19 bàn thắng. Sindai cũng chưa bao giờ là vị chiến lược gia được đánh giá cao trong việc triển khai lối chơi tấn công. Burnley mà ông dẫn dắt trước đây phần lớn cũng tập trung vào khả năng phòng ngự và những tình huống cố định. Lịch thi đấu sắp tới là cực kỳ nặng đối với Everton. 4 trận tới, họ phải chạm trán với 3 đội bóng thuộc Big Six là Chelsea, Tottenham và Manchester United. Leeds cũng có 22 điểm như Everton, nhưng Leeds với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên đang xếp ở vị trí thứ 17 và họ cũng còn trong tay một trận chưa đá. Có vẻ như đội bóng này đã quen với việc đua trụ hạng. Còn nhớ thì ở mùa giải năm ngoái, Leeds phải chờ tới vòng cuối cùng mới có thể níu lấy tấm vé ở lại với ngoại hạng Anh. Và mùa này, mọi thứ cũng đang diễn ra theo chiều hướng xấu với Leeds United. Đáng tiếc rằng, đội hình Leeds giờ đây không còn những ngôi sao thực thụ để có thể xoay chuyển cục diện cả trận đấu như Rafinha. Huấn luyện viên Dismas cũng đã không có phương pháp đủ tốt để khóa lấp đi sự mất mát này. Và kết quả là vị chiến lược gia người Mỹ đã phải mất việc. Javi Garcia đã được đưa về để thay thế. Nhưng dường như Leeds vẫn đang lạc lối khi chỉ thắng 1 trên 5 trận gần nhất
còn lại là một trận hòa và 3 thất bại. Chạm trán Chelsea đang gặp nhiều bất ổn ở vòng 25. Leeds dù đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể thoát khỏi trận thua tối thiểu 0-1. Cơ hội để Leeds United tăng tốc nằm ở 5 vòng đấu tiếp theo, bởi ngoại trừ Arsenal, Leeds hoàn toàn có thể kiếm điểm từ Brighton, Wolves, Nottingham và Crystal Palace. Với đội hình có chiều sâu và đồng đều ở các tuyến, thật bất ngờ khi đoàn quân do huấn luyện viên David Moyes đang dẫn dắt lại thi đấu chật vật đến như vậy sau khi đã kết thúc trong top 7 ở 2 mùa giải gần nhất. Búa tạ đã được đầu tư khá rầm rộ trước thêm mùa giải này với hy vọng có thể cạnh tranh tấm vé dự Champions League. Nhưng cho đến thời điểm này, họ đã khiến tất cả phải thất vọng. Chiến lược gia 59 tuổi đã không thể kết hợp với những tân binh cùng những cầu thủ sẵn có trong đội để tạo thành một đội hình thống nhất. Lucas Paqueta và Gianluca Scamacca đều đang chật vật làm quen với môi trường mới. Cùng với đó là những trụ cột mùa trước như Jarrod Bowen hay Antonio đều xuống phong độ, thế nên đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng lối chơi của West Ham. Dù vậy, với nội lực hiện có, đội bóng thủ đô vẫn được dự đoán hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình trong phần còn lại. Bên cạnh đó, The Hammers có lẽ cũng nên từ bỏ đấu trường châu Âu để tập trung hoàn toàn vào giải đấu cấp cao nhất xứ sương mù. Cùng chung hoàn cảnh với West Ham còn có nhà cựu vô địch EPL Leicester City. Những tưởng như hai thắng lợi hoành tráng trước Aston Villa và Tottenham đã đánh dấu sự trở lại của bầy cáo, thì họ lại để thua liên tiếp ở 3 vòng mới nhất. Việc thủ thành Kasper Schmeichel và trung vệ Wesley Fofana ra đi đã để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự. Điều này khiến cho huấn luyện viên Brendan Rodgers rơi vào cảnh khốn đốn tìm người thay thế. Và cho đến lúc này, những cái tên được mang về như Walfes hay Harry Sota đều không đạt yêu cầu. Leicester đang là đội có hàng thủ tệ thứ 3 tại giải với 43 lần bị chọc thủng lưới. Tuy nhiên, khả năng trụ hạng của bầy cáo vẫn là sáng cửa nhất nếu nhìn vào những vòng đấu còn lại, do chỉ phải chạm 3 trên 6 đội thuộc nhóm Big Six. Miễn là nhạc trưởng Maddison lành lặn và đá chính, thì bầy cáo vẫn còn nguyên hy vọng giành lấy chiến thắng trước các đội bóng tầm trung và yếu của mùa giải. Như vậy là vừa rồi, các bạn đã cùng với K+ Sport điểm qua những câu lạc bộ đang nằm trong nhóm đua trụ hạng. Có 6 đội bóng đang phải cạnh tranh gắt gao với nhau từ vị trí 20 cho tới 15. Và theo những thống kê của các tờ báo hàng đầu nước Anh, Bournemouth, Southampton và Everton là 3 đội có khả năng xuống hạng lớn nhất. Còn các bạn dự đoán những cái tên nào sẽ phải nói lời chia tay ngoại hạng Anh sau khi mùa giải năm nay khép lại? Hãy để lại bình luận và cùng nhau trao đổi nhé. Còn bây giờ, K+ Sports xin chào và hẹn gặp lại.